chưa? Ờ, con dậy rồi à? Thế con đi ngủ à? Thế có ngủ hay có dậy? Con dậy rồi à? Thế thì con đi chơi hay là con đi đâu? Bây giờ con đi đâu? Con ngủ dậy chưa? Con ơi. Con đi ngủ à? Con đi ngủ à? Con thấy cho mặt. Mắt giấm. Mở mắt ra nào. Ừ, đúng rồi. Thế mở mắt to ra nào. Ừ. Thế con đi chơi không? Hả? Rồi, hết tiền rồi, xuống xe thôi. Tay mẹ bố mà thôi cô ngủ đi nhá. Cái gì cô ngủ đi thấy đi rồi trời ơi. Ôi trời nắng đẹp quá cô ơi, cô đi ngủ rồi à? Không ngủ thôi à? Say thật rồi. Thôi bye bye nhá. Sài Gòn hôm nay vắng người quá à.